Family Cuộc Sống ở Úc. Hôm nay là một ngày rất vui vì nó là ngày kỷ niệm 20 năm gia đình mình đặt chân đến nước Úc này. Thì đây là căn nhà mà khi mà đặt chân đến là gia đình mình ở trong căn nhà này nha các bạn. Đây là nhà của ông bà ngoại của mình. Thì hôm nay mình làm buổi tiệc nho nhỏ để để ăn mừng kỷ niệm cái 20 năm nha các bạn. 20 năm ở đây không có số gì mấy hả? Số mấy? Số 17 hay số 7? Số 3. Đổ lộn. Đây là xe ngoại. Còn đây là xe của mình. Đi vô các bạn ơi, bên đây nhà của ông ngoại mình rất là đẹp, tại vì có rất là nhiều kiểu nhìn bên coi. Ở bên đây có hồ cá khôi nữa nè anh. Cá khôi bự bự không? Đây nhiều cá khôi lắm các bạn. Ôi con cá cô đình. Con cá màu vàng đẹp quá. Có nhiều cá khôi to to hơn nữa không nè. Ồ, xin luôn ngoại cá màu vàng rồi đi. Cá đó hay tiền nào mua già lầu xin cái đó thôi. Đây cũng còn màu cam nữa nè. Cái màu vàng đẹp hơn rồi đi. Ông ngoại có làm hòn Nam Bộ nữa kìa. Đó là chính tay ông ngoại làm nha, không có mướn ai hết nha các bạn. Cái hồ này của ông ngoại đồ xây rồi nè. Vô đây. Đi vô giới thiệu căn nhà mà 20 năm trước gia đình mình được ông bà ngoại cô mang nha các bạn. Mời các bạn đi vào. Thì căn nhà thì cũng đơn sơ thôi. Nhà này ông bà ngoại mình muốn người ta xây. Đây là bàn thờ tổ tiên, sofa. Đây là hai thằng con trai mình 10 năm được hai thằng cu. Camera, cameraman cũng ở đây được 10 thề năm rồi nha các bạn. Hello mọi người đi con. Đây là phòng khách ăn nữa, bên đây phòng khách, phòng TV. Đây ông ngoại, đây là ông ngoại mình, người công an gia đình mình 20 năm trước đây các bạn ơi. Đây là bà ngoại đang nấu ăn nha, bà ngoại hello mọi người, bà ngoại. Hello mọi người. Nhờ có ông bà ngoại rước mình qua, bây giờ ba mẹ chồng mình được qua đây holiday luôn, đây là mẹ chồng của mình. Hello mẹ. Hello. Đây, ba chồng. Trời ơi, đồ ăn quá trời. Ba chồng qua mấy lần rồi cha? Ba bốn lần gì nè. Hả? Hello anh. Hello, chào. Đó hả? Ê, đi vô đây. Đây là cái phòng mà hồi xưa khi mình qua mình còn bé, mười mấy tuổi, ốm nhỏ hơn bây giờ. Thì mình với vợ em 4 năm tuổi gì là ở cái phòng này nè các bạn. Hồi xưa thì có đặt cái giường single bed ở đây. Xong rồi cái bàn học ở bên đó, bàn computer cũ bên đó là cái giường single bed, hai chị em mặt dừa, mang nằm dừa luôn. Bây giờ thì phòng của bà ngoại. Phòng của bà ngoại chiếm. Xong rồi đây là kế bên, đây là hồi xưa cậu Tư ở phòng này nè. Cậu Tư cũng single bed luôn. Cậu Tư của mình cũng single bed ở đây. Bây giờ cậu Tư về nha rồi thì ngoại để làm bàn phật. Còn đây là phòng của hai cậu sinh đôi. Bây giờ cũng biến thành phòng của ngoại hết rồi. Hai cậu sinh đôi thì double bed. Double bed nằm cao lên ở đây luôn. Mà bây giờ cũng thành của ngoại hết rồi. Xong mà đi ra phòng ngoại. Đây là phòng của ông bà ngoại. Phòng tắm. Phòng tắm gia đình ở đây. Bên đây giới thiệu phòng hồi xưa ba mẹ ở. Thì ngoại có xây ra được cái phòng này là phòng sinh hoạt gia đình, với kia bằng game room. Phòng sinh hoạt gia đình cũng hơi rộng rộng thôi. Rồi cái phòng ở trong đây riêng biệt cho ba mẹ của mình ở thì nó hơi to hơn phòng của mình. Ở trong đây bây giờ thành kho chứa gì cái bà ngoại rồi nè. Mắm muối gì tùm lum hết vậy. 5-6 tháng đó, gia đình trời. Mình mua ôi, được mắm vậy? Mua được nhà và dời đi nên cậu út của mình mới nói là cái phòng này ở hên quá, để cậu chuyển vô ở thử coi có được mua nhà sớm và đi ra không. Và bây giờ ổng đi ra mất tiêu rồi. Ổng đi ra lẹ. Ổng đi ra lẹ luôn rồi. Giờ biến thành phòng của bà ngoại luôn rồi. Ê, đây là mẹ của mình nè các bạn ơi. Hello. Qua chung với mình 20 năm nè. Nè, xin chào mọi người đi. Đây là chị đẹp nha, chị đẹp qua được mấy năm? Gần 7 năm rồi. Gần 7 năm rồi, mới thi quốc tịch động cho các bạn, chưa cấp bằng. Chưa trở thành người Úc. Bố đâu? Sắp qua. Ok. Ai ấy giờ không sạc cho mâm. Mâm sẽ gỡ cá ra nha, vô tô nha các bạn, gỡ cá miếng thịt, miếng mực, miếng tôm. Mẹ bà ngoại gỡ đi.
Đây làm mất số. Mấy đi. Đây làm hả? Live stream ra. Live stream đây, live liền đi. Live liền đi. Ủa sao bữa nhớ mình có wifi của Hoàng Hoàng mà giờ Hoàng mới đổi mất công cái gì ta. Tiêu rồi. Tâm quen không chết? Hả? Tâm quen không? Ủa mà lấy thằng Tủ không ta? Ở được. Sao đi vô được vậy? Tôm nè các bạn ơi. Đi vô lấy cái đuôi cá thấy tôm quất luôn. Tinh kiều xin hết luôn. Rồi vậy em. Có 1 ký mấy à? Buồn luôn. Ký 8 mấy à? Không có đâu. Mua 2 ký rồi, nó lấy ký 8 rồi. mua lại tại vì không biết chỗ mua lại mai mốt đưa tiền mua 4-5 ký gì về chia ăn đừng luôn ăn vô tao bún luôn có cá thôi tao đâu chỉ tôm hết chị thà, vô tình lụm được mấy chip luôn các bạn nhìn tôm con nào còn thấy nè muốn biết nói chuyện luôn nè vô tình lụm được mấy chip luôn thịt quay nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè. Thịt quay về ba mới ghé đưa. Có giờ mình sẽ bắt gato sẵn sàng. Bên đây gọt khóm ướp lạnh. Khóm lấy cái dao chà bá luôn. Đóng như dao nào xài dao này. Ủa không biết để nhiêu cá này nè. Người miếng vừa ăn vậy đó mâm này miếng này miếng kia vậy đó. Đây ba mình người lái đò 20 năm qua nè các bạn ơi. Vì nó phở mà. Hello. Hello. Bạn cho cảm nghĩ bạn ở đây 20 năm rồi có gì vui không bạn? Cảm nghĩ của bạn sống bên đây 20 năm rồi như thế nào? Ngày nào cũng đi làm, ngày nào cũng cực quá. Đi luôn, chạy luôn sợ quá chạy luôn rồi. Rồi Amy đang quậy, Isaac đang quậy nè. Bạn ơi bạn. Bạn cho phỏng vấn bạn, người ta nói là Tây phương cực lạc rồi bạn ở đây 10 năm rồi bạn cảm thấy như thế nào bạn? Tây phương cực nhọc. Cực nhậu hả các bạn? Cực nhậu quá trời, giờ phải nằm massage toàn thân. Ai thằng cưng? Ai sát xin chào mọi người coi. Xin chào má giỏi. Giỏi quá ta. Bây giờ trụng bún mắm nha các bạn ơi. Gần vô coi, gần vô coi, gần vô coi, nước súp nè. Đậm chất miền Tây. Đậm chất miền Tây luôn, thơm mấy miền Tây nó mở lèo gạo nó hỏi ê, you, your house somebody die. Nghe mùi thối quá tưởng ai chết. Chúng tôi tiếp tiếp nha. Mình sẽ cho vài miếng cà vô. Và nấm nữa, cà tím á. Và nấm nữa nè. Đó. Cái giá này siêu to luôn, cầm muốn nổi luôn, nặng muốn chết luôn vậy. Cứ lấy nước, đổ vô. Đó. Bữa nay làm đơn sơ kỷ niệm 20 năm rồi mọi người ơi. Chừng nào 25 năm hay gì nó rực rỡ hơn thì sẽ kỷ niệm ăn lớn hơn. 20 năm vậy mà cũng đem qua được mấy người chứ bộ. Đem qua gia đình mình. Xong rồi ông xã mình qua. Rồi thêm cái anh bà con. Rồi thêm con cameraman manager này cũng qua được 7 năm rồi nè. Rồi nặng lắm. Gần lại. Đây, đây là thành phẩm. Rồi bây giờ bưng thức là nổi không nha. Ừ, đàng hoàng nha. Nặng lắm. Ui da trời ơi. Nặng không? Nặng lắm, nặng lắm, xích ra, xích ra. Được không, được không? Mâm ăn chiên không, mâm. Trời ơi, tao bưng từ tô mẹ nó đi. Mà kêu lấy cái này mặn gãy hơn vậy. Rồi rồi, khiên khiên khiên. Bưng từ tô mẹ đi. Ủa tô bún mắm mà khiên đi. Xin bày mẹ bưng ra từ tô. Để cho mẹ cắt. Đi ra. Cô để nè, thiếu đủ. Bưng vô. Ôi trời ơi, muốn gãy cái lưng luôn của Trịnh đó nha. Đây, người đây nè, to để cho. Nè 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 nè. Thôi ba không có ăn nấm, ăn khô. Cái này có con để nước chai. Dạ. Đưa đây ngồi đi. Để làm vậy? Ủa đây tiền đó. Đây đây xuống đây. Ông ngoại gì đây? Ông ngoại bún chay. Uống mắm mà có ăn tôm vào. Ủa em nhớ em lên ăn cho thím lên luôn. Tôm chà có nữa. Ờ. Ba ngồi đây nè. Nè. Ừ.
Nè, gì còn ngồi kế đó, để nó được thêm. Ngồi dưới đi rồi thôi. Đó, thì đẹp bà đâu. Dính mắt chú áo là gì rồi? Nay làm gì vậy? Cho anh mua được gì không đi? Không. Mập quá. Sớt hả? Mua được gì chứ hả? Mập quá. Mập quá không đưa được gì chứ hả? Còn kiếm về bị chữ nữa. Để má cầm cho má nè. Bỏ đi. Rồi bà ngoại vô sát ngoại đi. Bà ngồi đi, ngoại ngồi đại đi. Dạ lý bà luôn. Ngoại chết thì ngoại có rồi. Ngoại có rồi. Cái căn bút mẹ. Thì bà xách cái này đi. Bà để đó qua cho con biết cái này. Đây 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 cho thằng. Thằng chị cái gì nhỏ là có cắt bột tôm được. À để nói tối mập cũng chết tiêu giận đem thêm thịt vô nữa. Em có ớt không? Nè, có. Đưa ớt sẵn cho. Đường nước mắm nè. Thịt tôm. Ăn nước mắm rồi lấy. Không ai đâu. Có sữa trắng. Ông ngoại mình đi ăn cho trường nha các bạn. Mà đừng khoe con. Ê ba chồng mình ăn ăn không hả? Không bún, không mắm. Ăn bún không mắm, ăn bún mắm mà không lấy mắm. Ăn nước ấy à, nước của ngoài. Bỏ cái tô của em qua. Rồi đây là em gái mình hồi nó qua, nó có bị lớn à, 4-5 tuổi gì vợ bị lớn nè à. Giờ nó có thêm ông bạn, bạn trai đây nè, bạn trai đi hồi hết qua nó ca cái bài gì mà qua cầu sắt tương cực lắm. Mày thích cái bài đây thằng vô côn nào mình lụm được 10 năm cái đầu cơ kìa. Tô bún mắm của mình đây các bạn ơi. Hả? Chẳng không? Ngon mình. Nãy giờ anh có ăn thử chưa? Chưa. Đâu ôm thử đi. Lấp cái tỏi cho các bạn. Có nặng chanh vô chưa? Có rồi, đều hết rồi. Rồi. Ngon đấy đi. Ngon quá. Cái đuôi cá của đứa đìa với lại bọc tôm trong tủ của đứa đìa luôn. Ừ. Sao tình lụm được bọc tôm. Mực tan bên á. Không có mực. Mới câu quá. Mua mực không? Quen quen, thấy tôm quen quen không? Tôm là lạ. Không quen quen chứ lạ gì. Ủa đuôi cá mà xé vô đây rồi. Tôm là lạ, quen quen với mình á. Chỉ đuôi cá là thấy tôm luôn. Mới ngon mực mực qua nữa. Chị không ngồi luôn hả? Tao mua có 2 kg à mà qua lấy hết kilo 8 rồi. Chừa 2 con. Chừa đâu, phải ăn hết con 2 con. Dạ. Yeah. Làm rồi, tao muốn ăn hết ngon luôn. Con này ba người ăn con nha. Vừa luôn á, không có quá mặn luôn. Cắm tối rồi không ra ngoài. Cắm thử nước thôi mà mày. Không có mặn mà. Không, không có nhạt bông nữa rồi. Rồi mấy. Ủa mà con Vy nó về nó không qua hả? Đâu nó mới đây mà. Về. Nó đi về con Vy. Đợi nó ngồi nó ra nó vậy. Nó đâu có ăn nó mẹ nó qua. Có bún trắng mà. Nóng hả đi. Trời bất ơi, phải lên cái tô mà mẹ tôi chế vô mà không. Chế nước vô. Ba quay vô đi ba. Đây nè, người cũng tài trợ gia đình mình đó nha các bạn. Chở mình đi everywhere. Vậy sao? Thank you. Rồi, đây. Đây nè, mọi người cùng nâng ly nha. Lấy cho đi nước mọc. Được rồi. Để lấy cho mọc mọc. Lấy. Lấy. Rồi, 1, 2, 3, go! Xin mời. Muốn này có cái hả? Mời cả nhà. Không có cái hả? Cái cái lên má. Ở đi ăn đâu không thấy. Là được. Ở rau này của anh. 7 năm. 7 năm rồi, cảm ơn ai? 7 năm, cảm ơn ghé rồi. Trời ơi. 7 năm cảm ơn ghé đi. 2 châu cũng ăn hết. 7 năm mà hồi đó ăn 17 năm đi. Nói là vàng quá, mời đi ăn 7 năm nữa không có thời gian đâu ha. 10 năm kìa, 10 năm có gì phát biểu không 10 năm? Bạn này 10 năm. Hả? Anh nói 25 năm gì? 25 năm tính luôn. Thôi trả cho nhà quý sinh đi múc quý bạn chạy ra rau gì bận đâu, thấy ngon. Có gì ở nhà chồng nè?
bóp đi gì ba đem thôi bóp gì ba con không có bóp sữa kìa. Kim muốn ăn bún mắm ha Kim. Bún mắm không Kim? Ngon. Ngon không? Ngon gì con? Nó dạ ngon. Dạ ngon. Ngon. Đâu rất ngon đó. Nó biết nói gì thôi. Giỏi quá ta, biết ăn bún mắm nữa. Đây là người chở gia đình mình từng bước đi. Chớ mày. Đây. Nói từng nhỏ 7 năm rồi. Nhỏ 7 năm nè, tồn nhỏ xíu nè. Thấm thoát mở qua đây 7 năm rồi anh ơi. Tôm trà quá nữa. Ủa mày tôm ngon không? Chưa. Chưa ăn ngon không ăn phải lấy lại. Nói không ngon quá lấy lại. Mua cù lũ ép cháu không nói đứa nào hết trơn á, ai về đâu bị. Không nói, đặng đặng ta chia. Mà sao chưa qua hả? Ông ngồi ông cuốn thôi à. Biến lột không ăn. Đâu rồi vậy bà ăn thử rồi vậy bà uống miếng húp miếng nước súp đi vừa ăn không vậy bà? Không có lột sẵn không có hao. Mà lột sẵn. Đó thì biết rồi gia đình đi học chung tôi gia đình cũng nghề. Đây. Hello. Nhân vật này qua Úc 30 năm rồi nè. Bố. Hello ơi bố. Đó. 30 năm đó. Thêm cái ghế nữa. Tối thứ hai nha các bạn. Miệng trắng miệng chưa hấu với tướng nè. Dạo này nó ham hố, nó bỏ nhóc vào chân nàng cũng đổ hết rồi nè. Dạ không nổi luôn. Xong hả mầm? Ăn riết ngay hai con. Ăn rồi chưa ăn chưa chảy nước mắt luôn. Ông tôm nói gì vậy? Hả? Tôm nữa? Không. Chị con lấy rồi. Anh coi anh. Đây nhà mình tính gần bừa gọi vậy nè các bạn ơi. Vui giống Việt Nam luôn. Tính gần bừa gọi nha các bạn. Ăn xong rồi nói chuyện chơi giống như chơi Việt Nam luôn. Con yếu rồi. Yếu rồi trời ơi. Vinh bây giờ là lùng hơn ấy lớn hơn ông ngoại rồi. Dạ, Vinh ẩm ở ngoài cái mỏ. Có lâu rồi lắm không? Bên ngồi bên cái cửa luôn. Ở ngoài ra vô được. Mày gì nãy giờ ăn cái nhóc hoài quá chị mấy. Đây nè, thằng ăn cái dính này á, nó không có thua gì Vinh nữa đâu à. Nó mới lên. Vô gửi nó hồi về luôn. Thôi gửi ghé. Cậu Vinh chăm cái gì? Xin phút 100. Điện lấy ghé vô gửi. Con bỏ kế bên thùng ghé. Cứ kêu gửi này không có sao chứ. Bỏ ngoài đi rồi nữa ba liền vô trong. 120 kg.